tọa lạc tại trung tâm thị trấn Cổ Lễ, huyện Trường Ninh, tỉnh Nam Định, giữa vùng đất cổ có bề dày lịch sử văn hóa, với lịch sử lâu đời, kiến trúc nghệ thuật độc đáo và những giá trị di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể vô cùng đặc sắc. Chùa Cổ Lễ, thần Quang Tự từ lâu đã được tôn vinh là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Lễ hội truyền thống chùa Cổ Lễ vào trung tuần tháng 9 âm lịch hàng năm cũng là một trong những lễ hội mùa thu lớn và nổi bật, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trời hội. Truyền thuyết dân gian và những tư liệu lịch sử ghi chép trong các sách Lĩnh Nam Trích Quái, Thiền Uyển Tập Anh, Đại Nam Nhất Thống Chí, Nam Ông Mộng Lục đều cho biết. Chùa Cổ Lễ, tên chữ Thần Quang Tự do quốc sư Minh Không xây dựng từ thế kỷ 12 thời Lý. Bài minh khắc trên chuông đồng đúc năm 1799, niên hiệu Cảnh Thịnh 7 còn lưu giữ tại chùa có câu: Chân cảnh trời Nam, Thánh Tổ đản sáng, dựng chùa Thần Quang. Được xây dựng từ thế kỷ 12, chùa Cổ Lễ thờ Phật và Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không, ngài được mệnh danh là Nam Thiên Tam Vị Thánh Tổ. Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không là một trong ba vị thánh của Việt Nam mình đã có công lao rất lớn với đất nước, với dân tộc, phù nước giúp dân. Và đặc biệt là ngài còn là một nhà y sư nổi tiếng. Và Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không còn là một người đã đúc lên bốn bảo vật quý báu ở Việt Nam. Đó là tượng Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, Vạc Minh Đình, chuông Phả Lại, một trong bốn cái bảo vật quý của nước ta. Và Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không là ngài còn người thầy hay còn gọi là vị tổ sư đúc đồng ở Việt Nam. Trên mảnh đất Nam Định xinh đẹp hiền hòa, dấu ấn và công trạng của tiền sư được lưu giữ, tôn vinh tại rất nhiều di tích với nhiều lĩnh vực khác nhau từ đạo pháp, thiền học, y học, văn học, nghệ thuật. Trong đó nổi bật là tâm thức dân gian đã suy tôn ngài là tổ nghề đúc đồng. Nhiều làng nghề đúc đồng nổi tiếng như làng Chè, Rị, Thanh Hóa, làng Tống Xá, Nam Định, lò đúc Ngũ Xá, Hà Nội đều thờ thiền sư Nguyễn Minh Không làm tổ nghề. Làng Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Y Yên là một trong những cái nôi lớn của nghề đúc đồng truyền thống với lịch sử phát triển 900 năm. Cuốn Thần Phả do tiến sĩ Vũ Huy Trác soạn năm Cảnh Hưng thứ 42, 1781 cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 1115 đến năm 1120, Nguyễn Minh Không đã về làng Tống Xá, thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, dân cư thuần hậu. Đặc biệt, chất đất nơi đây thích hợp để làm khuôn đục nên ông đã lưu lại, truyền lại nghề đúc cho nhân dân địa phương. Lễ hội truyền thống của xã An Xá thì nó từ năm 1918, thì sau khi gần đây và 20-30 năm ấy thì bắt đầu là cứ 3 năm một lần là mở hội để coi là ghi nhớ công ơn của ngài Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không, và cũng để các doanh nghiệp để lấy đó để phấn đấu để làm để dâng lên cụ, sẽ truyền lại cho các cháu làm sao là cố gắng giữ gìn cái nghề của quê hương và phải tiên tiến lên. Không chỉ tại Tống Xá mà nghề đúc với tinh hoa đỉnh cao là đúc đồng đã trở thành niềm tự hào của nhiều làng nghề trên đất Y Yên. Trong đó có một ngôi làng đã nổi danh cả nước, đó chính là làng nghề đúc đồng Vạn Điểm nằm tại trung tâm thị trấn Lâm, huyện Y Yên. Theo các cụ cao niên tại làng nghề đúc đồng Vạn Điểm kể lại, tổ nghề Minh Không đã dạy cho dân làng nghề đúc xanh, nồi, mâm đồng và các vật dụng phục vụ cuộc sống sinh hoạt. Dần dần Vạn Điểm đã được khắp nơi trong vùng biết đến với nghề đúc đồng tinh xảo. Dưới tác động của thời gian và lịch sử, có những thời kỳ cuộc sống của nhân dân Vạn Điểm cũng khó khăn như chính nghề mưu sinh của họ vậy. Bởi lẽ đồng là thứ kim loại quý, giá thành tương đối cao. Nhưng với niềm tự hào kiêu hãnh của người dân làng nghề, các nghệ nhân Vạn Điểm vẫn bền bỉ nối tiếp nhau giữ nghề truyền thống của ông cha, với bàn tay tài hoa đã tạo ra nhiều sản phẩm tinh xảo có mặt khắp cả nước. Những thập niên gần đây, trong công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương đất nước, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, Vạn Điểm nói riêng và các làng nghề đúc đồng khác của Y Yên đang có sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ. Sản phẩm đúc đồng hiện nay cũng có nhiều cách tân dựa trên những nét cổ truyền vốn có.
Cái nghề đúc đồng mà coi như là như ở quê hương đây là vẫn giữ được cái cổ truyền là từ xưa tới nay. Mặt hàng ở đây là nói về cái hoa văn tinh xảo và coi như là mẫu mã thì là nói chung là nếu như mà ai đến là cũng ưa thích. Với bàn tay khéo léo, tài hoa và óc sáng tạo không ngừng, kết hợp giữa nét đẹp cổ xưa và hiện đại, các nghệ nhân làng nghề đã thổi hồn vào từng sản phẩm để gửi gắm đến người xem, người mua, không chỉ kết tài mà còn kết tình nồng thắm chân thành của người thợ thủ công với từng đứa con tinh thần của họ. Đồ thờ cúng được chia ra làm hai loại, đồ thờ cúng trong gia đình và đồ thờ cúng tại các di tích như đình, chùa, lăng tẩm là mặt hàng chiếm số lượng lớn, được khách hàng đặc biệt ưa thích và đã khẳng định được thương hiệu của sản phẩm đúc đồng Y Yên trên thị trường cả nước cũng như xuất khẩu. Có những lúc tưởng chừng đã mất nghề, nhưng bằng sự kiên trì, óc sáng tạo cao, các thế hệ con em làng nghề đã gìn giữ, phát huy và nâng tầm nghề đúc đồng truyền thống của cha ông lên một tầm cao mới. Từ cái nôi là các làng nghề Y Yên, hiện đúc đồng đã lan tỏa ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định, dần khẳng định giá trị của thương hiệu đúc đồng Nam Định. Với lịch sử trên 900 năm tồn tại phát triển, có những giai đoạn hưng thịnh, nhưng cũng có giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên những nghệ nhân đúc đồng Nam Định vẫn tiếp tục duy trì nghề truyền thống, đồng thời cải tiến sáng tạo ra nhiều mẫu mã sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Điều đó khẳng định sức sống mãnh liệt của nghề đúc đồng có thể thích ứng và biến đổi theo xu thế thời cuộc. Trong không gian của các di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng như đình, đền, chùa, phủ hoặc tư gia, thì những đồ đồng đã góp phần tô điểm cho nơi thờ tự thêm trang nghiêm lộng lẫy, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của cộng đồng, góp phần trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây thực sự là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, chứa đựng giá trị đạo đức, nhân văn, thể hiện sự khéo léo, tài hoa sáng tạo của người nghệ nhân dân gian. Qua quá trình lao động, các nghệ nhân đã chế biến và sử dụng đồng như một ngôn ngữ nghệ thuật để tạo nên những sản phẩm ngày càng đa dạng phong phú. Nghề đúc đồng đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân làng nghề để ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết với nghề truyền thống của cha ông cứ thế được lan truyền và gìn giữ qua bao nhiêu thế hệ. Chúng em rất tự hào về làng mình có cái nghề này để nó giúp chúng em, nó tạo được công ăn việc làm cho chúng em ạ. Làng em nó là nghề rồi nên chúng em yêu nghề của nó, thì chúng em mới đầu cũng thấy khó khăn nhưng mà mình học và mình làm mình cảm thấy yêu thích nghề. Quan trọng là cái đường nét của mình nó phải mềm mại, mình làm cái tay của mình làm sao nó phải mềm, nó dẻo thì cái đường nét của nó sẽ. Cái nghề đúc ở quê hương tôi được tiếp nối cha truyền con nối từ những đời ông tôi, xong truyền thế hệ cho bố tôi. Bố tôi lại truyền lửa cho tôi. Và cái sản phẩm của chúng tôi chủ yếu là phục vụ thị trường trong nước và cũng xuất khẩu đi một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Và đã xuất khẩu sang tới thị trường, đó là thị trường Đức, là thị trường và thị trường của Mỹ. Thì chúng tôi cũng đang dần để hội nhập các cái sản phẩm ra vươn ra thị trường thế giới. Thế hệ của chúng tôi là những thế hệ mà sẽ bảo tồn cái nghề của ông cha và cũng áp dụng với khoa học kỹ thuật thời nay truyền nghề lại cho con cháu. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay cũng như nhiều làng nghề trên cả nước, nghề truyền thống đúc đồng Nam Định cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức và có xu hướng biến đổi nhiều mặt. Sự biến đổi này bao gồm cả những cơ hội, điều kiện để phát triển, nhưng cùng với đó là không ít những thách thức mà thực chất đó là sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại, giữa thích nghi và biến đổi, giữa bảo tồn và phát triển trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những vấn đề này đã và đang tạo sức ép lớn đối với những người nghệ nhân thực hành nghề tại địa phương. Làm sao để các làng nghề đúc đồng Nam Định có thể bắt nhịp và hòa nhịp được với cuộc sống của xã hội hiện đại mà vẫn tiếp tục gìn giữ và nâng cao được những giá trị truyền thống, qua đó đạt tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân chủ thể văn hóa cộng đồng làng nghề, các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa, các cơ quan khoa học công nghệ và đặc biệt là có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền quản lý từ trung ương tới địa phương,
để cộng đồng cùng chung tay gìn giữ và phát huy cho trọn vẹn một vốn nghề đặc sắc, độc đáo của cha ông.